Rồi để coi cháu nó hiện tại nó bị bệnh sao? Loãng máu. Loãng máu. Dạ. Rồi dạ. Thành ra một tháng phải đi mắt. Dạ một tháng đi 3 lần, 4 lần chú. Còn nếu nhẹ thì một năm đi 2 lần. Rồi kính thưa quý vị. Hôm nay thì mình có dịp mình lên xã Phú An để mà quay phim phát quà đã xong. Mình cũng nghe nói là nơi đây thì có một cái gia đình anh này thì có đứa con bệnh về máu cái gì. Mình cũng nặng ạ. Thôi sẵn đây mình ghé thăm coi sao ha. Để mình tìm hiểu có thể mình giúp được gì giúp. Anh mà. Ô, chào anh, chào chú. Chào chị. Ở đây thì chú Út em, tôi giới thiệu chú của em này là phó băng ấp Phú Quý. Đây là vợ của chú. Còn đây là thằng con Út mà bị bệnh máu đó. Loãng máu. Loãng máu, nhiễm trùng máu gì đó. Mà quá rồi, giờ một năm tháng đi bao nhiêu lần nói một tháng đi 3 lần. Cho nên là gia đình cũng gặp rất khó khăn, cũng mong nhờ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có cái tấm lòng vàng, cũng mong mà có đến cho con của chú giùm để mà có tiền để trị bệnh. Bây giờ thì gia đình nói chung cũng hết khả năng rồi. Thấy mình tay mắt mũi họng á. Như vậy là mình hỏi thăm anh gia đình bao nhiêu người con? Dạ con có hai đứa con, nhỏ gái thứ hai với lại thằng kéo. Dạ. Và nghe nói hình như có một người bệnh. Dạ con đứa cháu có ba đứa là hai thằng trai, nó cũng bị da gì, nó bị sốt não chết luôn chú, cầm máu không được. Dạ. Rồi để coi cháu nó hiện tại nó bị bệnh sao? Loãng máu. Loãng máu. Dạ. Rồi thành ra một tháng phải đi mắt. Dạ một tháng đi 3 lần, 4 lần chú. Còn nếu nhẹ thì một năm đi 2 lần. Năm đi 2 lần, 3 lần. Còn nó nặng là mấy tháng gọi là một mấy tháng nặng thì một tháng đi 3 lần, 4 lần. Dạ. Khi mà bớt lại rồi đi thì một lần chỉ tốn tiền nhiều không? Dạ con ra ngoài thì tổng cộng là tính tiền bệnh viện hết trơn, tổng cộng là nằm 7 ngày mà 175 triệu. Mà con đóng vô đó có 5 triệu à. Rồi người ta trả lại con 1 triệu, còn 4 triệu đó. Từ 4 triệu có nghĩa là con có lên hỏi bác sĩ trời dậy, bác sĩ trả lời nó có nghĩa là xét nghiệm máu nè, rồi chụp hình các cái đồ này kia, nó không tính vô bảo hiểm chứ. Cái đó là 1 triệu. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang sử dụng lại bộ phim hôm trước. Chúng tôi cũng có dịp đến gia đình của anh Phó Băng Ấp tại nơi đây là xã Phú An, thì có một người con bệnh đó quý vị. Thì hôm nay mình cũng có dịp tới thăm lại nhưng mà không có đến nhà được, mà chỉ gặp được ở tại băng ấp nhân dịp bác Phạm Bình Tây phát quà tại đó. Thì chúng tôi cũng xin quay lấy lại hình ảnh cũ một chút cho quý vị thấy là em nó bị bệnh về máu nha quý vị. Và hôm nay được một tin cũng không mấy gì vui, đó là anh băng ấp nói là bà chị, tức là vợ anh đó, ở phía bên tay mặt đó quý vị, hôm nay lại phát hiện thêm bệnh nữa quý vị, đó là bệnh ung thư. Kính thưa quý vị, một gia đình mà trước nay người con bệnh chưa hết, bệnh về máu, mà bây giờ thêm bây giờ thì người vợ lại phát bệnh là bệnh ung thư. Phải nói là tội nghiệp cho gia đình của anh Phó Băng Ấp này. Vậy thì giờ đây thì nhân dịp hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu tiếp về sự kiện, và chúng tôi cũng có dự định khi đến đây thì chúng tôi sẽ cho một số tiền cho gia đình anh. Nhưng mà sau đó chúng tôi có đề nghị lên với gia đình bác Phạm Bình Tây, thì gia đình bác Phạm Tây cũng rất nhiệt tình ủng hộ quý vị. Kính mời quý vị cùng xem là tiếp đoạn em tiếp theo. Cũng là phó ấp Phú Quý này, nhưng mà bị gì gia đình gặp hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt vợ cũng mới bị ung thư đây,
rồi con thì bị loãng máu nữa mấy năm nay rồi mà chị không có hết. Cho nên là sẵn có cái nhà tài trợ anh chị Sáu đây ở Bình Định Đông, rồi cũng gợi ý cho giúp giùm cho gia đình chú được có cái số tiền để lo trị bệnh cho vợ con. Điều này thì thấy là có anh Sáu, chị Sáu cũng đang cầm tiền sẵn trong tay chuẩn bị trao cho cái gia đình của chú Út này, thì nhờ chú Út bước tới để cho anh Sáu rồi bây giờ rồi thì bây giờ là cũng có anh Sáu, chị Sáu đây cũng sẵn tiền đang mà chuẩn bị cho gia đình của chú Út này, thì tôi cũng giới thiệu như vậy, thì cũng nhờ chú Út có đôi lời với quý vị. Dạ, trước khi con có cảm ơn với lại chú Sáu, chú Sáu và mấy anh chị và giúp đỡ phần cho tiền cho vợ con với con đang chạy thuốc men hàng ngày, bị gia đình con cuộc ruộng đất gì chăng ở đất đậu của người ta nữa, và bản thân con thì cũng nhờ mấy chú với mấy anh cũng vẫn giúp đỡ giùm cho vợ con với lại con đang có tiền với chị thuốc. Con xin cảm ơn mấy chú và mấy chị mấy anh, và con xin cảm ơn. Rồi, đưa đây rồi hai tay nhận quà đi đó, bước tới bước tới ông Sáu, bà Sáu rồi nãy vừa thấy có anh Lâm nữa nha. Có anh Lâm với cô Bảy lại. Rồi có nữa đó. Có chị đó hả? Có chị nhiêu hả? 500. 500. 85 500. Có đồng nhiều, có đồng nhiều vậy. Ở đâu bên thông mình khẳng không. Chào phát tài coi nè. Không mà anh thấy em gửi ý hay không? Này. Kính thưa quý vị, thì phần em đó là có một cái vị mạnh thường quân là cô Linh ở thành phố. Cô Linh thành phố sẽ gửi cho anh 2 triệu. Rồi. Cho rồi còn chị nữa nha, có ý kiến. Có ý kiến. Rồi quá quý rồi. Triệu, vậy sẵn đây tại vì cũng có một cái thím ở bên Mỹ về chơi, rồi thím gửi 1 triệu để khi gặp hoàn cảnh khó khăn á thì cho dùm cho thím. Thì sẵn đây thưa thím Ẩn, thím không có mặt ở đây nhưng mà thím gửi con 1 triệu để gặp hoàn cảnh khó khăn cho đó, thì sẵn gặp cái anh này cho nên con vợ ung thư, con loãng máu phải trị bệnh mỗi ngày, cho nên 1 triệu của thím con sẽ gửi cho cái anh này. Như vậy là con gửi cái clip này về cho thím coi, thì 1 triệu của thím con đã hoàn tất cái nhiệm vụ. Ủa như vậy là nhiều rồi nghe. Tổng cộng ra 7 triệu. Dạ. Chị lo chị bệnh đừng có đánh con số nào hay chết rồi. Rồi xong mình chụp con lên anh để ra vậy đi, chúng em chụp trong máy cũng được. Thôi tắt lại đi, tắt anh chụp. Rồi bắt đầu. Đùa thì chương trình phát quà và chương trình của gia đình bác Sáu phát quà hôm nay ở tại xã Quang đến đây đã xong, rất là vui nhờ sự trợ lực của ủy ban xã và các anh rất là nhiệt tình. Giờ đây chúng chụp một cái hình, 1, 2, 3. Ông khóc và tội nghiệp ấy. Em có tới nhà quay một lần rồi, còn tính là em lại quay nữa mà thôi cái gì đó, khỏi đi. Dạ dạ vậy xong. À kính thưa quý vị, giờ đây thì bác Sáu đã lên xe về. Chào anh Lâm, cảm ơn anh đã di chuyển cho gia đình bác Sáu đến đây rất là an toàn. Anh Lâm nhủ chúng ta là tài xế lụa. Cái này là họ cảm ơn cái là mình tiếp chức với ba dưới. Dạ. Gia đình bác Sáu sẽ lên đường về quê. Đây thì đi về tới
mình tính đông chắc cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi. Dạ. Rồi giờ cùng quay dính chào quý vị. À, một xin chào quý vị.